Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Cận cảnh cặp cuộc Nitron 2020, phiên bản màu mới đầu tiên có mặt ở Việt Nam. Nitron ta thường biết đến là một phiên bản full đen hoặc là phối sáng xanh đặc trưng. Tuy nhiên Việt Nam vừa mới xuất hiện một cái cặp Nitron 2020 chính hãng với một cái gam màu rất lạ và có nói là cặp đầu tiên hiện tại ở Việt Nam. Theo những thông tin mà mình biết được thì cặp phục này sử dụng cho các dòng xe số đông của nhà Honda, chẳng hạn như Quay 125, Futureless, Dream, Quay Alpha, v.v. Chính từ đây mình đoán được cặp phục này ước tính chiều cao tầm là 330mm. Tuy nhiên cái phần chân có thể thay đổi phù hợp cho từng dòng xe cao thấp khác nhau. Và đây cũng là phiên bản Nitron N3 2020 với 3 chế độ tăng chỉnh, một bên trên cái chân phục, hai trên cái bình dầu. Tâm điểm để làm nên cái sự độc lạ của dòng phục này chính là cái phần màu sắc lấy đen và nâu làm điểm nhấn, pha lại với nhau tạo như một cái thanh sô-cô-la rất ngọt ngào, lạ mắt và đầy giá trị. Theo từ một cái tạp chí là LCT Manis thì cái cặp phục này đầu tiên đã có mặt ở Việt Nam, sổ mức giá là hơn 50 triệu đồng. Ý sức từ 1/10 lên cái quả đầu chất như đứa cất. Chia sẻ với chúng tôi thì cái chiếc ý sức từ 1/10 đầu tiên hôm nay đã có một màn lột xác quá ấn tượng bởi một phong cách khác biệt, qua cái phần đầu được đổ cái kiểu đậm trục cổ đi cùng với cái dàn chân hầm hổ không kém những cái chiếc phần lớn. Chúng ta hãy cùng chìm nha. Ta thấy được con chí mã phép cho mình cái bộ áo của ý sức từ 1/10 với gam màu trắng đỏ phiên bản NC đậm cái chất thể thao. Đi cùng với đó là một vài món đồ chi kiển rất giản đơn và mức giá trị được đẩy lên rất cao, làm cho dàn chân cái lên hầm hố hơn, cứng cáp không kém gì cái chiếc quần cơ lớn. Đầu tiên ta thấy hai phía tay lái với cụm con cụm thắng được thay thế bằng cái cụm Nissin đầu chơi, đi cùng chiếc bình dầu rời bên thắng. Được biết gắn hoàn chỉnh, người chủ phải khoét cái phần nhựa sao cho khoảng cách phù hợp với bộ cụm. Bộ cụm công tắc chúng ta thấy ở đây chính là bộ cụm chuyên dụng đứng từ đường nôn. Phần đầu có cái sự biến chế là cực kỳ ngầu ở phần chó đèn. Được biết chó đèn được đầu lại, phần đầu được hạ xuống nhìn cũng rất là khác biệt. Đây là bản độ chế quả đầu lại nhất đầu tiên chúng tôi được giới thiệu các bạn. Phuộc sim cũng đã bị loại bỏ, thay đó là phuộc thừa hưởng từ những dòng lợp phân khối lớn. Không muốn cắt ngắn cái phuộc nên bắt buộc phải khoét phần nhựa để phuộc nhú lên trên. Cái công đoạn gia công cũng rất phức tạp mới gắn hoàn chỉnh được lên xe. Dàn chân lên cái mâm của phần khối lớn đi cùng chiếc cái đĩa kết nạp cùng với cặp heo dầu qua cái sự hỗ trợ phát nhôm CC chạy từ máy rồi nhuộm đen. Ở đây ta thấy được cấp sim đã bị thay thế bằng bộ cấp hầm hổ như phần khối lớn, mang lại cái sự cơ bắp chỉ cứng cáp hơn. Bờ mông ta đùng dùng để khoe trọn vẹn ở phía sau khi tháo bỏ cái gì sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.